Rồi, xin giới thiệu tác phẩm mới Hoa sen cá chép. Ở trên có chùa Một Cột nữa. Để làm mẫu về học trò nha. Mốt học trò vô là phải vẽ cho được những cái tác phẩm này rồi mới ra cho ra ngày nha. Chỉ trong một khóa học 2 tháng thôi. Hai con cá chép đang bơi tung tăng. Đó, bơi thì cứ bơi lên. Các bạn có tin đây là một cái chiếc áo dài cũ không? Một chiếc áo dài cũ thôi, nhưng mà mình vẽ lên. Không ai biết đây là một cái áo dài cũ. Nhưng mà bây giờ nhìn như một bức tranh vậy đó ha. À, thấy hoa sen cũng sống động ha. Lá, bể lá cũng to lắm nha. Nhưng mà rất là mềm ha. Rồi, món học trò vô sẽ chỉ trong hai khóa học thôi, 2 tháng thôi. Một khóa học 2 tháng thôi là sẽ vẽ được những cái tác phẩm như thế này. Giá tiền vẽ một cái áo này là cũng cao lắm nha, không có rẻ đâu nha. Rồi, tác phẩm sẽ được treo lên.